ba bà chú, đúng không? Ông kia ông mời cháu sang cái tên cái gì nhỉ? Ở viện à, gì Thịnh, cháu diễn gì Thịnh nhỉ? Cháu chỉ nhớ là Thịnh, chú công ty truyền thông hay là đóng phim nào? Thịnh không biết. Không, hôm qua cháu bảo là đóng cái bộ phim gì, Giang Hồ gì nhỉ? Giang Hồ Chạm Mặt, đúng không? Nhưng mà chú thì đạo diễn, cháu bảo hôm qua cháu bảo chú nhỉ, tên là gì nhỉ? Phim là phim của anh Phú Lê. Chú Lê mời sang đúng không? Đấy, đang bảo là tao nhớ về mình cũng nhớ bảo cái phim gì rồi có cái người đóng là Thế Chột đấy. Chú Hùng đúng không? Phải không? Mời cháu cho gì đạo diễn gì Lê nhỉ? Anh Phú Lê là chú phim giám đốc đứng là phim. Mời cháu sang tao đi rồi. Mày có sang bao nhiêu? Mới sang họp thôi còn đóng. Nhưng mà bằng hẹn là tuần sau đóng à? Hay là bao giờ đóng? Hẹn định nên là chắc là tuần sau nhưng mà chưa có kịch bản với nhau. Thế hôm đấy là gặp cả chú Chu Hùng đúng không? Có vui không? Vui à? Đánh giá này làm ăn Hà Nội nhưng mà nhà đi đóng phim này. Các video clip mà có đàn dựng ở trên đấy thì là theo kịch bản của anh, ai biết? Chẳng có đàn dựng gì đâu. Đấy, video clip, ví dụ như là cháu đi đến thì là học sinh đang đi ra với cháu. Không, cái đàn dựng một cái ở mình như này, đuổi nhau trên đường hay là đánh bạc hay là cái hôm mình cầm cái chày đánh thằng gì đó. À, đấy là bộ phim ngắn với cháu. Phim ngắn, mày tự biết hay là ai biết? Bộ cháu tự biết, phim ngắn cháu quên tết, không chơi cả bạn. Tức là cái những cái bộ phim là cháu tự nghĩ ra, là cháu tự diễn cháu như thế. Thế những cái bộ phim đưa lên YouTube thì là nhiều người tham gia không? Cháu có đóng hai bộ phim thôi, chứ hai bộ phim cháu đóng đều ý nghĩa mà đều là khuyên mọi người không chơi cờ bạc.